chào mừng quý vị và các bạn ghé xem website muaanđatdonganh.net và datdonganh.com của chúng tôi. Trước mắt quý vị và các bạn là cánh đồng ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là đường trục chính ven làng. Chúng tôi sẽ đưa quý vị vào thăm ba lô đất trên trục đường nhánh. Trục đường có tiết diện ngang khoảng 3 mét, ô tô đi lại thoải mái. Mảnh đầu tiên mà quý vị và bạn nhìn thấy có chiều ngang mặt tiền và độ sâu vào chiều hậu là 4 mét và dài 14 mét, tức là 56 mét vuông, và đất quay hướng đông bắc. Đường thì quý vị đã thấy đường ô tô có thể vào được thoải mái, thông thoáng. Chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn tiếp theo tham quan luôn một mảnh đất thứ hai, đó là mảnh đất có chiều rộng khoảng 4 mét nhân với lại 12 mét. Trước mắt quý vị và các bạn nhìn thấy đó là một khu vườn đang nuôi toàn bộ là gà trọi, gà tre. Diện tích của mảnh đất này là 4 nhân với lại 12 mét, khoảng 48 mét vuông. Mặt đường thì 2,6 mét. Đường thông thoáng. Giá của lô đất là 16 triệu đồng một mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé thăm.